Thưa quý khán giả, ngay sau chiến thắng tại trung tâm đề kháng Him Lam, chúng ta sẽ cùng đến với cứ điểm Đồ Độc Lập và Bản Kéo. Đồ Độc Lập có vị trí cách bến xe khách thành phố Điện Biên Phủ 250m về phía Bắc. Đồi hiện có diện tích trên 100.000m2 và có tầm nhìn rộng thoáng về phía Bắc của lòng chảo Mường Thanh. Cứ điểm Bản Kéo có vị trí giáp ranh với phía Bắc của cảng hàng không Điện Biên, nơi mà mới được mở rộng gần đây. Di tích này nằm cách quốc lộ 12 hơn 700m về phía Tây. Cứ điểm này cũng được đặt một cái tên nữ tính là An Makri, ngụ ý rằng đây là nơi được Chúa ưu ái. Nằm ở hướng chính Bắc của phân khu phía Bắc, cứ điểm Đồ Độc Lập được quân Pháp đánh giá là có trận địa vững chắc và hoàn thiện nhất về mặt chiến thuật. Tương tự Bản Kéo, cứ điểm Độc Lập được quân Pháp đặt cái tên Gabriel, bắt nguồn từ tên của Tổng lãnh thiên thần Gabriel, với hy vọng Chúa sẽ đem tới sức mạnh cho nơi này. Vào 3 giờ 30 phút sáng ngày 15 tháng 3 năm 1954, Đại đoàn 312 và Đại đoàn 308 của Quân đội Nhân dân Việt Nam chính thức tấn công vào cứ điểm này. Tuy hứng chịu pháo kích dồn dập từ trung tâm tập đoàn cứ điểm, nhưng chỉ sau 3 giờ tấn công, lá cờ quyết chiến quyết thắng của quân đội ta đã được gắn trên đỉnh Đồi Độc Lập. Mặc dù quân Pháp có tổ chức phản công như đã được quân ta dự đoán từ trước và tổ chức chặn đánh, nên cuộc phản công này cũng không đem lại kết quả gì. Năm 1957-1958, Nghĩa trang Liệt sĩ Độc Lập được xây dựng ngay gần di tích Đồi Độc Lập. Đến nay, nghĩa trang quy tụ trên 2.400 phần mộ, đa số là mộ liệt sĩ chưa được biết tên. Sau chiến thắng Đồi Độc Lập 2 ngày, với sự chi viện của Đại đoàn Công pháo 351, Đại đoàn 308 đã đúc hàng được toàn bộ binh lính của đồn Bản Kéo và chiếm luôn các ngọn đồi ở phía bắc của sân bay Mường Thanh. Chiến thắng tại cứ điểm Bản Kéo đã kết thúc đợt 1 của chiến dịch tấn công vào tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Chỉ trong vòng 5 ngày, quân đội ta đã xử lý được toàn bộ phân khu phía bắc quân Pháp. Thất bại nhanh chóng khiến Pháp phải cử viện Mỹ tăng cường dung lượng vũ khí, lực lượng. Quân đội Pháp tại Điện Biên Phủ tồn vong những cơn mưa có thể cản trở được với cái diện của quân đội ta.